Thanh niên đặt iPhone 13 Pro Max trên mạng và cái kết ngơ ngác ngỡ ngàng đến bật ngửa. Đây. Ông góc đi. Dây sạc đây. Dây sạc. Là điện thoại rồi. Thì vẫn điện thoại à? Đấy, điện thoại iPhone 13 à? Pro Max như này đấy. iPhone 13 Pro Max. Giá 1.260.000 thế mà nó là một củ xà. Đây làm sao nữa? Đây nhìn quả vỏ uy tín như này. Hình ảnh rõ nét. Thế mà ở trong là một củ sạc. Đúng là thời thế thay đổi rồi. Thấy trên mạng đang bán iPhone với mức giá rẻ như cho, người đàn ông đã đặt mua và nhận được gói hàng, mở ra bên trong lại chỉ có dây sạc và cục sạc dự phòng. Đây quả là một lần mua hàng nhớ đời của chàng trai.